Thưa quý khán giả, hướng sản xuất chăn nuôi thân thiện với môi trường, tăng năng suất chăn nuôi, chất lượng gia cầm, điều kiện thời gian, công sức, giảm rủi ro cho người chăn nuôi cũng như dễ sử dụng, có thể áp dụng cho mọi nơi, mọi không gian, vân vân là mục tiêu của mô hình chăn nuôi gia cầm thông minh áp dụng công nghệ 4.0 tự động hóa do bạn Lê Nhật Khang, sinh viên trường Cao đẳng Cần Thơ thực hiện. Sản phẩm có chiều rộng 2m và chiều cao 1m được lạp bằng gỗ, xung quanh được bao bọc bởi lưới kim loại được thiết kế theo hình chữ nhật, chia làm 4 khu và 2 khu nhỏ để lắp đặt trang thiết bị. Ngăn dưới đáy được lắp đặt để hứng chất thải của gia cầm và phần máy tự động vệ sinh bên trong mô hình lắp đặt máy cho ăn, lọc không khí, diệt khuẩn khử mùi, phun sương, làm mát môi trường chăn nuôi, vân vân. Mô hình của em hiện tại là đã hoàn thành được cái hệ thống điều khiển từ xa, đã hoàn thành là cái là mô hình là chăn nuôi là của mình theo phương pháp tự động hóa, là không cần sự can thiệp của con người vào mô hình chăn nuôi. Với lại thêm một phần nữa là đã hoàn thành cái kiểu mà những cái thông số của là môi trường đã được cập nhật hoàn toàn tốt. Về mặt hạn chế là về những cái thiết bị giống như là máy cho ăn hay là máy làm vệ sinh là tự động vân vân thì hiện tại do cũng thiếu một cái là nguồn kinh phí, nhưng là trong tương lai em muốn có đủ là một cái số vốn để mà có thể làm cái là mô hình mình hoàn toàn là 100% luôn. Tính sáng tạo của dự án là áp dụng công nghệ 4.0, tự động hóa, đồng bộ hóa giữa các thiết bị và tính năng điều khiển từ xa qua sóng RF, Wi-Fi 3G, 4G, 5G, sử dụng các cảm biến và linh kiện thông minh vào quá trình chăn nuôi và sản xuất, lập trình tự động cho các thiết bị trong sản phẩm. Đối với cái mô hình này, đây là một cái ý tưởng và đã được hình thành thành một cái mô hình đã được triển khai trên các cái thiết bị của công nghệ 4.0. Về ý tưởng của nó để triển khai ra ứng dụng thực tế thì đây là một cái mô hình có thể triển khai được với thực tế. Tuy nhiên thì để triển khai được thì nó cần phải có cái nguồn kinh phí để đầu tư các cái thiết bị. Về cái giá trị ứng dụng của nó thì nó có mang cái tính chất thực tiễn rất là cao. Thì cái ý tưởng này đã được triển khai thành cái mô hình và cũng đã đi dự thi. Thì trong cái cuộc dự thi và Startup hay toàn lớp của Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp tổ chức vừa rồi thì cái mô hình này cũng lọt vào vòng chung kết và được công nhận đây là cái mô hình mà ứng dụng cái dự án có khả năng khả thi và được Bộ Khoa học, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng công nhận trong cái cấp toàn quốc. Với những ưu điểm như dễ dàng sử dụng, thay đổi theo nhu cầu của khách hàng, điều khiển hoàn toàn tự động bằng remote, laptop, điện thoại thông minh, mong rằng mô hình sẽ sớm hoàn thiện và đến gần hơn với người chăn nuôi trong thời gian tới.